Vào khoảng ngày 27 tháng 3 năm 2023 thì tầm khoảng cỡ 14 giờ 45 thì khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy có tiếp nhận một bé trai khoảng 5 tuổi được chuyển từ Cà Mau lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua hỏi lại cha của bé thì tầm khoảng 10 giờ sáng, tức là trước khi nhập viện khoảng 5 tiếng, bệnh nhân bị một cái tai nạn giao thông, là em nó đi bộ theo và bị một va chạm vào xe gắn máy. Nhưng mà không có cơ chế như thế nào mà khi mà nó té xuống thì cái tay của nó bị cuốn vào trong cái vòng dây sên. Em nó được băng bó cầm máu và bảo quản cái phần tay đứt lìa trong cái thùng đá cho nó được chuyển cùng một lúc luôn, chuyển lên tới bệnh viện Chợ Rẫy. Thì sau 5 tiếng trên xe cấp cứu thì lên tới bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng là cũng rất là hoảng loạn. Thứ hai nữa là có một chút cây sát da vùng mặt, có chấn thương đầu kèm theo, và cái phần tay thì nó đứt lìa hoàn toàn. Và khi đưa anh vào tới khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi đã kích hoạt báo động đỏ, huy động ngay lực lượng của khoa cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và khoa chấn thương chỉnh hình để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp là nối lại cái tay đứt lìa cho bé. Cái ca này rất là đặc biệt, với một tình trạng cái bé nó rất là nhỏ thì phải điều động thêm đội vi phẫu vào, và trường hợp này cũng phải tiếp nhận tại vì không thể nào chuyển đi đâu được. Bé đã qua đó thời gian vàng để cứu sống cái tay rồi, tại vì thông thường thì phải trước 4 tiếng thì cái tỷ lệ cứu sống cái tay nó rất là cao, nhưng mà bé nó lên đã là 5 tiếng rồi và mất một chút thời gian nữa. Nếu mà chuyển sang một bệnh viện khác nữa thì thời gian nó sẽ kéo dài, như vậy thì khả năng phẫu thuật nó không thành công cao. Và sau khi một ca mổ kéo dài như vậy khoảng 7 tiếng thì sau ca mổ thì rất là thành công, và em nó cũng sau mổ thì cũng được theo dõi rất là sát sao tại khoa phải hậu phẫu. Cho đến ngày hôm nay thì hơn 2 tuần thì vết mổ khô, bé nó sinh hoạt lại bình thường, không có còn lo lắng hoảng sợ nữa, và cái bàn tay đứt lìa thì sống tốt, có thể vận động nhẹ được và đang tập để phục hồi. Ta dự kiến là có thể qua tuần sẽ cho bé về địa phương. Rồi, lặp lại cái nữa các bạn, 1, 2, 3. Được rồi. Về hồi phục cái bàn tay trong tương lai á, thì trong lúc phẫu thuật chúng ta đã làm hết toàn bộ cho em nó rồi, từ thắp xương, nối mạch máu, nối hết toàn bộ gân mặt trước mặt sau của bàn tay, rồi nối luôn cả thần kinh. Khi nó lành, cái phần xương nó lành thì mình sẽ rút những cái dụng cụ bất động xương ra. Thì về diễn tiến phát triển của bàn tay á, thì sau này so với hiện tại và sau này thì nó cũng gần tương đồng với nhau. Là em cảm ơn bác sĩ cũng nhiệt tình đó, là cứu chữa cái tay con em nó lành lại, em cứu sống bàn tay, là gia đình rất cảm ơn với tất cả bác sĩ hỗ trợ để cho tay con em á cho nó lành lại, là cái lời cảm ơn dữ dằn đến bác sĩ ở đây. Thứ nhất, thứ hai nữa, cảm ơn tất cả các bác sĩ với các cô điều dưỡng đây nè, nhiệt tình chăm sóc cho bé, rồi thay băng, rồi động viên giúp đỡ này kia cho bé, nên cái tay nó cũng mau bình phục lại, nó cũng ngoan ngoe rồi được á. Con muốn gửi lời cảm ơn tới các bác nào không? Con cảm ơn bác sĩ Phước Bình ấy. Đã cứu cái tay con lành lại. Nói đàng hoàng. Nói lớn lên. Biết cảm ơn tất cả cô, các cô ở đây. Đã thay băng rửa vết thương cho con.